Mời bạn trai. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài trên truyền hình. Em tên là Thân Hữu Hạnh, sinh năm 1985, từ khi sinh ra và lớn lên là tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 11, nơi làm việc là tại Ủy ban dân phường 13, quận 11. Công tác hiện tại là văn phòng. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên Nguyễn Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi, quê ở Lâm Đồng, hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. Em làm nhân viên kinh doanh ở Novaland. À, rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em cũng khá là chịu khó, năng động, tự tin. Khuyết điểm của em là cũng hơi cả nể một chút. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là cầu toàn, năng động, sáng tạo, có chút thẩm mỹ. Khuyết điểm cũng cầu toàn luôn, muốn xong việc cho nên là đôi khi cũng ôm đồm công việc, tự mình ôm đồm rồi làm không nổi, nhưng mà cũng làm hoàn thành tốt nhiệm vụ. À, dạ. Hôm nay bạn đến đây bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là một bạn nữ dễ nhìn, cũng không cao quá cũng không thấp quá, khoảng chừng 1m54-55 được rồi. Ừ, tương đối vừa với em. Người phụ nữ nói vui chút xíu thì là tự nhiên, tắn thì cũng không cần tắn quá, da ngâm cũng được, nói chung cái gì tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Thích tự nhiên hơn. Dạ. Nếu mà nói là ở phụ nữ thì em thật sự rất là tự nhiên, rất là hay để mặt mộc, rất là ít trang điểm, người cũng rất là giản dị, nói chung là người của gia đình. Em thì có khả năng nấu ăn, chăm sóc gia đình, em nghĩ là tốt. Nhưng mà em thích người đàn ông như thế nào? Em thích người đàn ông là có tính trách nhiệm, chín chắn, trưởng thành, biết lo biết nghĩ cho gia đình và chung thủy. Ừ. Anh này anh có hết tất cả mọi thứ á, nãy giờ anh còn ôm đồm nhiều việc nữa đó. Nói chung là việc gia đình thì nấu ăn hay là làm gì việc gia đình em cũng làm được hết. À, vậy là tốt rồi. Thế còn tình trường, hai bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi em gái? Em thì cũng đam mê công việc cho nên cũng yêu đương rất là nhạt nhòa. Em mới trải qua một mối tình cách đây 4 năm thôi. Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý khá xa. Dạ. Nhưng bây giờ thuận tiện rồi ha. Dạ. Bây giờ mình cũng định lập nghiệp ở đây luôn đúng không em? Vâng ạ, em ở Sài Gòn. Quá Sài tốt Gòn. Rồi. Bạn trai, tình trường của mình thì sao? Em cũng xin thưa là em được một mối tình cũng được 6 năm. Thì tụi em cũng dự định tiến tới hôn nhân, nhưng mà do khoảng cách địa lý quá xa, bị một số cái vấn đề tác động cho nên tụi em chia tay. Là tổng cộng tụi em biết nhau 11 năm. 11 năm, tức là mối tình cũng rất là sâu đậm. Đó cũng đã có gia đình rồi thì em cũng nghĩ mình cũng nên chọn cho mình một cái bạn nữ chu đáo, cầu toàn, rồi biết lắng nghe chia sẻ. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Đó là người đàn ông quá là kỳ bo với lại gia trưởng. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao giờ em sẽ có thể được? Tuổi của em cũng ổn định rồi, chỉ cần tìm hiểu thấy hợp lý thì thời gian không phải là vấn đề. Em có cần thiết ngoại hình rồi như thế nào không? Em không yêu cầu cao lắm, nhưng mà cao từ 1m65 trở lên. Ngoại hình dễ nhìn thôi. Ok. Chào bạn trai. Dạ, chào chị. Dạ, chị xinh hơn trong TV. Cảm ơn em. Dạ. Hai người này cười coi. Ý. Trời ơi, sao giống nhau dữ vậy? Cùng một bên luôn. Hai cái đang khệnh. Bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Thì mọi thứ em đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì sớm lắm rồi em sẽ dự định là 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam. Rồi nếu mà xa hơn nữa thì 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ. Hoặc là xa hơn nữa thì ngày này năm sau. Là có định 3 cái mốc ngày trong năm đúng không? Chị thấy cặp này xứng đôi rồi đó. Chào cô gái. Dạ. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Lăng nhăng hoặc là gia trưởng quá. Em thấy cuộc sống này cái gì cũng cần sự chia sẻ, cần cái sự đồng thuận, đồng lòng, chứ đừng một người quyết thì không hay lắm. Anh thấy hai người là về tư tưởng, về tất cả mọi thứ nó cũng ổn định, hợp nhau đó. Dạ. Bên đây là một cô gái đúng ý chàng trai bên kia luôn, rất là giản dị, tự nhiên. Quan trọng là tự nhiên nha em trai. Rồi bây giờ mình có đi với người thân, mình xin thêm ý kiến người thân nè. Em gái đi với ai? Em đi với hai em đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Rồi, xin chào em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các bạn trong trường quay ạ. Em là đồng nghiệp của chị Thảo. Chị Thảo là một người con gái rất là hiền, dễ thương lắm, rất là nhiệt tình. Mấy người tên Thảo ai cũng dễ thương lắm. Em thấy anh bên đây hiền lành, có trách nhiệm, chững chạc. Em thì em thấy là anh chị rất là dễ thương, xứng đôi á. Anh chị nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em.
trai đi với ai em? Dạ em đi với một người bạn đồng nghiệp. Rồi chào bạn. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì tôi là vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn đồng hành với bạn Hạnh đây là cũng 17-18 năm rồi. Nhận xét cá nhân tôi á thì tôi cảm nhận được á là bạn gái bạn Thảo đây rất là hợp với bạn Hạnh. Thảo yên tâm là bạn Hạnh có đủ các đức tính bạn nói. Thứ nhất là chung thủy, cái thứ hai là bạn rất là trách nhiệm với gia đình. Thì tôi cũng hy vọng qua chương trình này hai bạn sẽ tìm được đến nhau. Hãy xin hết. Bây giờ quan trọng là hai ánh mắt nhìn nhau, những con tim có cùng chung nhịp đập hay không nha. Mở cửa rào. Cái gì mà mèo kinh tế, mèo hòa giải là cái gì? Em cảm ơn anh, em gửi anh ạ. À, cảm ơn. Dạ. Anh xin tặng em hai món quà. Sao nhiều vậy em? Em mở ra đi. Mở luôn á anh? Mở ra đi. May quá không phải mèo sống. Dạ, em cảm ơn anh, rất là dễ thương. Em trai nói ý nghĩa dạ. cái món quà là thế nào? Hai món quà. Đó là hai con mèo hòa giải với mèo kinh tế. Thì mèo kinh tế thì em để trong cái hộp nhỏ là bổn phận của người nam thì... nghĩ là chắc là sẽ gánh vác cái công việc của gia đình. Mèo hòa giải thì là em để cho của người phụ nữ là nó to hơn. Lý do là mình có tất cả nhưng mà trái tim của người mình yêu không có thì mình cũng khó mà thành đạt được mọi thứ. Thì mình nghĩ là như vậy. Em cảm ơn, em sẽ cố gắng. Dạ. Bạn ngồi đi. Dạ. Ngày gặp em anh thấy mình may mắn, ngọn lửa tình đã được cháy trong anh. Sau bao ngày trái tim anh nguội lạnh, em đến bên đời thắp lại lửa tình anh. Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành, không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối. Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối, nụ cười này luôn mãi nguyện trên môi. Thảo ơi xin cho anh mượn bờ vai, tựa gầu gục gã vì sung sướng quá. Thảo ơi cho anh mượn nụ hôn, mượn rồi không trả đừng đòi nữa nhé. Em cảm ơn anh. Ủa nó nghe nè, bây giờ em đọc vậy em thấy cái người nó có hợp trong cái thơ của em không? Hợp là hôn phải không anh? Tại vì nãy mượn nụ hôn đừng trả nữa. Thôi dễ thương quá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay của hai bạn nha. Nào cảm nhận về nhau đi. Em thấy anh rất là sâu sắc và cũng rất là tình cảm. Về cái nãy giờ anh nói về em á thì nãy giờ chắc anh cũng nói nhiều rồi. Cái tính cách, cái chia sẻ của em, cái ngoại hình thì anh rất là hài lòng, anh rất là thích. Dạ em cảm ơn anh, em cũng hài lòng về anh. Dạ cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hài lòng thì em cho anh một cái cơ hội để anh chạm vào cái cuộc sống riêng tư của em một chút thì để mình tìm hiểu. Dạ. Sau đó nếu mà mình may mắn nữa thì mình tiến tới bước hai, có nghĩa là hãy làm với nhau. Cảm ơn. Dạ. Em. Dạ em cũng đồng suy nghĩ với anh. Dạ cảm ơn. Cái cặp này hình như là biết nhau từ bao giờ luôn ta. Hình như có duyên từ bao giờ luôn á. Nay mình mới học được một từ là chạm vào cuộc sống riêng tư của anh. Em có đồng ý anh ấy chạm vào cuộc sống riêng tư của em không? Dạ có. Có ha, anh bấm giùm luôn coi. Trời cười cũng giống nhau đúng không ơi? Đó, mà hai cái răng khểnh kìa. Để ý luôn á. Thôi kỳ này hai MC bấm luôn giùm được không? Dạ được. Thôi, được không em gái? Dạ được. Trời ơi được luôn hả? Đến 1, 2, 3 thì tự bấm luôn. 1, 2, 3 bấm. Đó. Rồi, được rồi. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Đây, các bạn thấy hợp không? Đây, hiểu về trái tim. Hai bạn hình như đã hiểu nhau lắm rồi. Cảm ơn. Nãy gì đó, mượn tạm nụ hôn gì đó, mượn thiệt luôn đi. Mượn rồi không trả. Đừng đòi nữa nhé. Ừ, đó, rồi. Trời, dễ thương.